Trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia cuộc trao đổi của phóng viên Đài Phát thanh Thanh Hóa. Thưa ông, xin ông cho biết mục đích của chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa lần này ạ. Việt Nam là một nước đối tác rất là quan trọng đối với Nhật Bản. Khi mà TPP đã được cam kết thực hiện, thì Việt Nam và Nhật Bản sẽ ở cùng một khu vực thị trường. Điều đó có nghĩa rằng là các cái điều kiện thuận lợi hơn để cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam Nhật Bản hợp tác với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Thanh Hóa, nhưng mà có thể cảm nhận thấy rằng là một địa phương rất có tiềm năng phát triển. Tôi cũng đến để xem là các cái điều kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nó thực tế diễn ra như thế nào. Vâng, thời gian tới thì với tư cách là nghị sĩ quốc hội của Nhật Bản thì ông sẽ có những cái hoạt động tích cực như thế nào để thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng ạ? ODA hàng năm Nhật Bản hỗ trợ cho các nước đối tác nó vào khoảng 700 tỷ yên. Trong số đó thì Ấn Độ là nước thụ hưởng chính và đứng thứ hai là Việt Nam. Điều này đã nói lên tất cả mức độ coi trọng của phía chính phủ Nhật Bản đối với hợp tác với Việt Nam. Ở Việt Nam thì có một nguồn lao động rất là tốt. Tuy nhiên không phải là cứ có nguồn lao động tốt là các kết quả nó cũng sẽ diễn ra như mình mong muốn nếu như không có những cái hoạt động về hỗ trợ đầu tư. Thế thì để có thể hoạt động những cái hỗ trợ đầu tư cho đúng, trúng đích, hiệu quả thì cần các cái thông tin trao đổi hai phía, cần những cái hoạt động về hỗ trợ chính sách, điều chỉnh chính sách cũng như là những hoạt động về quảng bá thông tin thu hút đầu tư một cách toàn diện và tổng hợp. Chính những điều đấy cũng là những điều mà cá nhân tôi trong thời gian tới sẽ muốn thực hiện để có thể thúc đẩy một quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với các địa phương của Nhật Bản cũng như là của Việt Nam với các cái đối tác của Nhật Bản. Ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa lần này? Tôi thấy một cái ấn tượng rất lớn là ngoài các cái tiềm năng, các hứa hẹn về phát triển kinh tế nói chung của đất nước các bạn, thì riêng Thanh Hóa, đặc biệt với khu kinh tế Nghi Sơn, qua tìm hiểu với doanh nghiệp xử lý môi trường Nghi Sơn, thì chúng tôi được biết rằng là chính quyền địa phương cũng như là chính phủ trung ương đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho đầu tư vào trong khu công nghiệp này. Cụ thể là thông qua chính sách như là miễn tiền thuế đất trong toàn bộ dự án, bởi vì đây là dự án môi trường, giảm thuế, miễn thuế 4 năm đầu, đóng có 50% thuế cho 9 năm tiếp theo. Hết 13 năm này thì phần thời gian tiếp theo cũng chỉ phải đóng một khoản thuế chỉ là 10%. Thì đây đều là những điều kiện vô cùng thuận lợi để thu hút nhà đầu tư. Và khi đó, thông thường thì nhà đầu tư sẽ chỉ còn thiếu duy nhất một thứ thôi. Đấy là kỹ thuật và công nghệ. Để ghép nốt vào cái mảng còn trống trong bức tranh chung này, thì Nhật Bản chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó của các bạn. Thế và cái tôi nghĩ rằng là dự án này là một dự án tập trung vào môi trường, không những thế lại còn sản xuất ra phân vi sinh. Nó sẽ là một cái yếu tố tích cực tác động vào việc phát triển nền công nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương Thanh Hóa của các bạn. Nói gì đi chăng nữa thì Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng, đất đai thì nhiều rộng lớn, nguồn lao động trẻ dồi dào và giàu nhiệt huyết, thì không có lý do gì để mà không phát triển. Còn đấy, nói như thế thì là để lại nghĩ đến Nhật Bản chúng tôi đang phải đối mặt vấn đề xã hội lớn nhất, là nguyên nhân của rất nhiều các vấn đề suy thoái kinh tế khác, đó là sụt giảm dân số. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Thanh Hóa.